Ok các bạn ơi, sau một thời gian cực khổ thì cuối cùng mình cũng đã chế biến được một cái món ngon cho ngày hôm nay. Mình sẽ đãi vị khách mời đặc biệt nha các bạn ơi. Thì anh Hai với chị Hèn tạm thời ổng bảo sẽ không có quay chung với mình một thời gian nha các bạn ơi. Cho nên ngày hôm nay mình mới tuyển hai nhân viên mới các bạn. Nhưng mà hai nhân viên này từ bên Hàn Quốc về các bạn ơi. Đó, thì không biết là các bạn sẽ có thích hai cái nhân viên mới của mình hay không nha. Chứ ngày hôm nay là đây, mình có trợ lý đắc lực chứ chính là anh Thạch Chăn Cụng. Chị Bành Bim ơi, chị lo chị tắm rửa rồi các bạn ơi. Hết hồn. Hết hồn tưởng nhân viên mình tới các bạn. Hả? Trời ơi, trời giờ này trời chuyển mưa các bạn ơi, mình mới tưởng hai nhân viên mình tới không à. Tại vì hồi sớm giờ hai người bắt xe đò từ ở trên thành phố xuống các bạn. Ông bay từ bên Hàn Quốc qua bữa giờ rồi. Giờ bắt xe từ bên Hàn Quốc, có lộn, bắt xe từ trên Sài Gòn xuống. Chết cha mưa rồi bà cũng ơi. Làm cái món này bữa nay đãi nhân viên mới của mình nè. Nhưng mà bây giờ mưa rồi thì phải làm sao? Chết rồi mà hai người đó chưa tới nữa. Trời mưa tới rồi. Trời ơi, hai cái nhân viên này chưa gì hết. Bà sữa, nhân viên của tao đâu, mày thấy không bà sữa? Ô anh ơi, vứt tơ đi. Đúng rồi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Hai nhân viên này mới vô là tôi thấy là được rồi đó nha. Trời ơi là trời. Đi từ thành phố lên về đây mệt không vậy? Việt Nam ấy. Xin nhiều quá. Trời ơi trời. Bố chưa mua được bao nhiêu lào? Đi lào. Bố xin đất không? Xin không. Kẹp đi. Có kích, có kích gà. Ôi trời ơi. Ơi. Hai nhân viên này. Kinh khủng. Vừa dò cái coi. Ơ, ba con chó như ta. Đi nữ, đi nữ, đi nữ, đi nữ. Cái chân nó cắn đỏ. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, mấy nhân viên này nó để quên mất kiến luôn nè. Gỗ, lên ghế con. Lên. Nay bim bim trời mưa rồi, chị ta không lên luôn, không làm clip với mình luôn rồi. Trời ơi, mới nhân viên mới tới cái làm quá trời hú hồn hú vía à. Lên nè, lên bà con. Lên. Bà con ơi. Thử đi con. Lên. 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 Em ngồi ghế đây em. Ngồi ghế à. Thôi à, lên lên. Chán à. Bước hoan. Lên à. Ngồi ngồi. Trời ơi. Rồi đây, ngồi xuống ba. Trời ơi. Hai cái nhân viên này chắc mới thấy gì là lội từ dòng rửa xe á các bạn ơi. Mới vô là mình chặn hú hồn. Có cái kiến này kiến Hàn Quốc nè. Kiến Hàn nè. Ôi ôi ôi, vua tôi, trả đây. Vua tôi. Ê, mời vào. Wow, ngon. Cái này ăn được không? Được. Trời trời. Ê, mày. Mày để em coi. Ô, trời tối quá. Sao trời tối quá mày? Nhìn nhau à. Việt Nam ghê quá. Còn chạy ơi. Lên cụng. Cụng ơi. Lên con. Lên cụng. Lên nè con. Ôi ngon quá nè con. Con. Ôi nó không ăn được tôi. Trời ơi. Lên. Lên. Đúng rồi. Nói thử vài tiếng Hàn đi chơi. Ô. Chú quát đây cơ đá sai. Lên. À dạ cư. Cụng ơi. Cụng. Bộ y nước ta bê tay. À dạ. Y nước ta bê tay. Ta bê tay. Đồ. Ta bê má sen. Lên. Nói gì vậy trời. Lên. Sao tiếng Hàn Quốc không giống tiếng Việt Nam vậy? Rồi.
ăn đi rồi ăn tôi. Được không? Ồ, mày nói tiếng Việt Nam hả? Ồ, tôi là người Việt đi Hàn Quốc 2 tuần rồi. Trời ơi trời, là đối tuyển. Ăn đi. Tôi tưởng người người gốc. Ăn đi, ăn đi. Trời ơi, trời. Mệt quá, ăn nhanh đi. Trời đất ơi. Thôi. Tỷ gì á? Ăn đi ăn. Ăn đi, mình ăn đi. Tiếng Việt ăn quên mất rồi. Trời đất ơi trời. Trời trời. Mình ra lẩu quá. Hello, chào các bạn. Hello cơ vậy. Nói nhộm đầu vàng vậy. Đó. À. Trời ơi trời, bày đặt nói. Bày đặt nói đi xuyên phố. Đi, là... đi Hàn Quốc được 2 tuần. Thôi mệt quá đi. Là mình đăng bài tuyển nhân viên. Ai không phải lại đăng ký. Trời ơi trời. Đi rồi nhớ trả lương nha. Trời ơi trời. Làm với việc chứ mình đâu có trả lương đâu. Giờ mình nghe tuyển có tiền. Trời ơi, dân Hàn Quốc lương gấp 3 mà phải vậy trời chứ. Còn có không lên không? Tăng lương đằng này. Mới đầu tư 2 bộ đồ nữa. Trả lương đi. Trời nè. Ăn miếng heo ba gọi. Người Việt ăn bốc kì vậy. Trời ơi nè. Không kì vậy. Da heo. Ăn bốc luôn hả? Da heo giòn. Đâu làm miếng hả? Da heo. Mới cho con chó hồi nãy nó không ăn nè. Ăn không cho nó hủi vậy chứ ăn được. Ăn cái nước chốt này anh ăn không thử là tôi tự chế tạo nha. Sốt cà chua hả? Đây mời các bạn nha, ăn được không? Ăn thử rồi. Trời ơi. Ừ. Ăn đi rồi đi hàng tiếp. Món ăn Việt Nam mới là ôi mạnh quá. Nè ăn không? Hơi mặn hết đây. Em làm này hơi mặn nha. Ăn đi. Ăn này, mệt ăn đi. Quá. Bốc rồi. Nói tiếng Hàn mà. Ý nói tiếng Nhật mệt quá. Ừ, lại ăn cơm ngon hay không? Tôi đi quên. Đi Hàn Quốc mà nói tiếng Hàn, tiếng Nhật không? Không. Ăn thử coi. Đây nghề tuyển nhân viên mà làm có ăn được không? Mời các bạn nha. Hơi cứng nè, hơi cứng. Ăn cái này mới ngon nè, giòn. Thịt hơi bị khô kìa. Chắc những gì. Nhớ trả lương bữa nay. Hơi cứng, nó hơi chua nha. Bỏ cái gì mà nó chua chua. Ăn được chế đỡ ngán. Hết căng. Ăn chưa ớt. Ngon. Ủa, ngon hả? Ngon hả? Cả miếng. Tụi ớt có mỡ. Ngon. Mỡ không chứ có miếng có mỡ đâu. Ăn chắc béo lắm. Nó khô miếng này. Da giòn. Da giòn không? Ngon. Mà nước này chua quá. Mình cho đỡ ngán mà. Ngon quá. Da nó không bông nhưng mà ngon nè. Thịt mỡ nè. Chậu ô. Chậu ô. Giòn. Ngon. Rồi cũng nhảy xuống nó một xe khóc. Không có nói mày đâu. Xuống lên đây con. Mới đi Hàn Quốc được 2 ngày các bạn. Ừ. 2 tuần. Nói 2 tuần giờ 2 ngày. Anh đi 2 tuần, em qua 2 ngày em rước anh về nè, em thấy bà tuyển nhân viên. Hôm qua bà đặt người ngựa đi làm tóc rồi. Nói anh em mình nói bạn ơi, sớm giờ chơi giỡn các bạn. Vẫn vui với các bạn. Nhưng mà nhuộm tóc là thiệt chứ không phải giỡn. Nhuộm tóc thiệt các bạn, ổng bả là có hơi gặp đàn ngửi ha. Mưa lớn quá nè. Đi đi Hàn Quốc về chắc không được ăn mỡ đâu. Ở Hàn Quốc không có mỡ heo ăn nè. Ăn đi anh. Thôi anh bị mặt mỡ báo nữa hết. Đó trời. Sao anh có lộn em đi Hàn vậy? Anh có lộn em. Ủa sao cho mày rồi nè. Mới vừa lộn. Ủa có tài quá nha. Muốn Hàn Quốc không có gạo. Mưa, mưa nữa. Có mưa. Mưa Hàn Quốc chứ không được có mưa đâu. Đi 2 ngày đâu, đi làm tóc mới hơn ngày chết đâu. Mưa không tới rồi. Mưa quá lớn không các bạn ơi. Nhiều bạn hỏi mình chị ơi tóc chị nhỡ màu gì. Thì thử là mình không biết luôn. Ra tiệm đưa bản màu cho tự người ta nhuộm luôn chứ cũng không biết màu đó gọi là màu gì. Cái màu này giống con bắp quá bạn. Đi ngang con bắp luôn. Các bạn ra ngoài chợ ngay tỉnh quốc ta nhuộm á, các bạn nói nhuộm màu rau bắp đi. Người ta nhuộm ra màu gì. Bạn nào muốn nhuộm á, cắt cái đầu mình ra ngoài người ta nhìn ta biết rồi. Người ta hay á. Thôi mà. Anh ơi anh cạp hết cục mỡ nè.
Đây nó ngán kìa chị nè. Được mở nãy giờ nó để nó luôn á. Mở nó ớn cả. Đi mới mấy ngày đói bụng quá. Mở hơi nhiều nha. Ủa em kêu anh cạp cục mỡ mà. Cái đó ăn đi. Ủa cái da của em mà. Cái da của em hả? Ở đâu à? Nè hả nè. Cứ ngồi mở là đụng lưỡi rồi. Ủa? Bên rơ mà bên cả khúc luôn. Ủa? Cái gì? Cái cục da. À. Da là sớt anh cắn á. Không rồi. Không rồi. Trời ơi chỉ với hai. À thì ra thăm ngàn. Rồi các bạn nha. Mưa càng ngày càng lớn rồi đó à. Này phải có coi mới nhất nhất. Da hơi nhiều. Wow. Ơi lần đầu tiên ăn rau hơi nhiều nha. Thiếu nước ngọt rồi. Ngán rồi. Trời ơi. Ăn mà vậy hả? Mở không ăn nữa cha. Trời ơi. Tôi mập lắm rồi. Ta đang nhẩm cân. Chó chơi mở. Kẻ đi. Cục mở quá chung. Cục mở. Thật gì thật gì thật tui hả? Cục tui đó. Bác sĩ mà. Rồi bác sĩ. Áo này hơi phục bình nha. Thằng tà lâu đây nè lấy cái gì vậy? Cười nghĩa. Cái thằng bàn. Cái thịt nó hơi khô. Cái thịt bị khô cái dài ngon. Tại nhà chiên với chiên lửa lớn rồi cơ mà. Nhưng mà ăn xong suy nghĩ gì vậy? Thôi trả lương không? Nhớ trả lương bữa nay không? Không trả lương luôn. Chứ nãy giờ nói tiếng Nhật mà đó. Quên các bạn hôm nãy em giới thiệu gái hàng mà nói tiếng Nhật không? Không, gái hàng đi hàng thiệt. Mà tới đó máy bay không chịu ngừng. Chở qua Nhật. Ở bển hai tuần nay. Hàng cửa, hàng sắt gì quá các bạn ơi, chứ không phải Hàn Quốc. Trời ơi. Nè cái này nhiều nè, ăn đi em không ăn hết. Ôi cái này, mỡ nè. Mỡ nè. Uống mỡ luôn. Trời ơi, này nó hơi da. Đã. Mỡ. Mỡ này con. Mà cũng để mỡ không ăn hả? Ta đang giảm cân. Không. Hết. Gì vậy? Ít cay rồi. Trời ơi. Trời ơi. Nó chảy. Trời ơi. Cái này hồi nãy chiên ra mỡ. Mỡ dữ lắm á. Đúng rồi. Dữ quá. Nó trướng cái miệng. Không chào hả bơ. Anh ơi béo ra anh ơi. Hết rau rồi. Ăn cái cây kiển đi. Sao lưng à? Nó gào gào đó. Nó tí tô. Thôi ăn cục này nữa. Ngắn rồi. Ăn nhiều quá nha. Ăn dưa hấu quá. Ngon. Dưa hấu ngụm nước quá. Dưa hấu nước quá. Phần thịt trắng nữa. Tới dưa hấu này vỏ thì vậy nha. Các bạn ơi mua ào ào tới rồi. Thôi bây giờ mấy anh em mình sẽ đi cỡ chuồng tắm mưa thôi nha các bạn. Ôi trời. Thôi ăn xong rồi. Ta về lại Hàn Quốc đây. Ôi trời ơi trời. Bye bye. Rồi tới bả đi có lịch hẹn đi hàng cửa dùm ta đó các bạn. Thì thôi bây giờ chắc mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Nếu thấy hay và thú vị nhớ để lại một like và nhớ vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình có thật là nhiều động lực để cố gắng nha các bạn. Bây giờ bye bye, bye.